Dạ hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả anh chị nha. Hôm nay bên Trường Anh này về con Bắc Nết nè. Bắc Nết là sản xuất năm 2004, bản số 49, xe chính chủ luôn nha. Xe này anh chị thích rút hồ sơ thì một nút nhạc anh chị nha. Đây nè, bản số 49A nè, 22249 đây nè. Con này là số tự động nha anh chị. Và em còn về rất là nhiều xe nữa. Ở dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng đó anh chị ạ. À, nội thất nè. Nội thất là ghế chỉnh điện nha. Ghế bên tài là chỉnh điện, côn số tự động. Trang bị trên xe là hai túi khí nha. Điều hòa tự động. Xin nguyên phần tắp bi nè. Tắp bi tắp lô rất là sạch sẽ. Trường Anh sẽ cập nhật báo giá công khai từng mẫu xe bên salon ô tô miền Nam chi nhánh 1 cho Trường Anh đứng ra quản lý bán hàng toàn diện nhé. Đây ạ. À, nội thất phía trong nè. Con này đẹp len keng nè. Con này mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nha anh chị nha. Đó phần nội thất đó. Tổng quan phần tắp lô trên con xe nè anh chị coi nè. Đó. Rất là đẹp, gầm bề là không có một xíu bụng mọt. Trần thì trần nỉ nguyên bản con xe zin từ AMZ nhé. Hỗ trợ là vô lăng là trang bị túi khí trên vô lăng nè. Bên phụ bên tài là túi khí toàn diện trên con xe nhé. Trang bị nhiệt nhóm đa âm thanh đầy đủ và đăng kiểm còn mới. Mua về là sử dụng không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa. Bốn vỏ còn được 60% trên con xe nè. Mắc đớt. Con này là siêu cạnh tranh với Camry nhé. Đó, biểu tượng Daegu là máy 2.5. Mức độ tiêu hao nhiên liệu con này nó nằm tầm cỡ 12 lít trên 100 km nhé. Và tiếp tục à, em còn không bán tải Nissan nè. Dòng xe này Trần Anh cũng vừa mới về nhé. Đó, phong dáng nè. Cái dòng xe bán tải. Đây là con Ford Crew nè. Biểu tượng của Ford nè anh chị ạ. Focus chứ. Em sorry ạ. Đây là con Focus sản xuất năm 2010. Xe đẹp xuất sắc luôn. Con này Trần Anh đã đăng clip rất là chi tiết rồi nha. Đăng kiểm tới tháng 6 năm 2020. Báo giá tổng thể toàn bộ salon ô tô miền Nam nhé. Phong dáng của em xe nè. Nhìn rất là đẹp. Xe là không có một xíu lỗi lầm anh chị nha. Mua về là anh chị chỉ được sử dụng thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa. Con này sản xuất năm 2010. Màn hình cảm biến cam gia đầy đủ trên con xe, không thiếu một cái gì nha. Xe rin đét từ anh Z. Anh chị muốn biết thông tin chi tiết, alo trực tiếp cho Trần Anh, kết bạn alo Trần Anh gửi clip chi tiết cho. Bên em bán giá là 275 triệu, sản xuất năm 2010. Và tiếp tục à, đây là con Fortuner sản xuất năm 2009, đồng sơn đẹp, xe chính chủ ủy quyền ok, rút hồ sơ ok. Màn hình cam gia đầy đủ như con Fortuner rồi nè. Con này máy dầu máy 2.5. Đó. Bản số 43A121495. Con này bên em bán giá 590 triệu nè. Đó, phong dáng của con Fortuner nè anh chị. Đẹp len keng nhá. Đây à. Đây tiếp theo à, đây là con Kia Forte sản xuất năm 2011, bản số 49A00420. Đồng sơn em nói được bận một cái bộ áo màu trắng ngọc trinh cùng đèn nguyên bản cho xe nè. Con này bạn đủ máy 1.6, cửa sổ nóc đầy đủ trên con xe nhé. Con này bên Trường Anh bán giá 340 triệu anh chị ạ. À, nội thất nè, ở trong là tích hợp là bọc 5D hết toàn diện trên con xe nè. Màu đỏ, bọc 5D xen kẽ màu đen nha, rất rực rỡ luôn. Đó, xe rin đó anh chị ạ. À, phần tắp lô, tắp bi, cửa là nguyên bản của xe, zin từ AMZ. Cửa sổ nóc anh chị nhá, đây nè, cửa sổ nóc nè. Con này bên Trần Anh bán giá 340 triệu nhá. Sản xuất năm 2011 anh chị nhá. Đó là con Kia Forte. Còn thất phía sau nè, rất là đẹp. Con này Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi. Anh chị muốn biết thông tin về con xe này cứ kết bạn Zalo với Trần Anh, Trần Anh sẽ gửi clip chi tiết cho nhé. Kia Forte bản SX. Và tiếp theo à, em còn một con Chevrolet nè. Chevrolet Crew, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ. Con này màu vàng két nha. Xe này chính chủ luôn. Cam đoan với toàn thể tất cả anh chị những mẫu xe dựng ở salon không một xíu lỗi lầm nhé. Đồng sơn chị coi những sóng gân nè, sơn rin là sơn rin phủ rất là nhiều cho con xe luôn, 70% là sơn rin nhé. Con này sản xuất năm 2011, 4 vỏ mới, 4 bơm đúc, máy 1.8, bản đủ.
Đây ạ, nội thất của em xe nè. Rin hết toàn tập nha anh chị. Tabi nè, tabi phía sau nè, rất là đẹp luôn. Xe có một xíu lỗi, đời 2011. Con này bên em bán giá 340 triệu luôn nha. Đây là những cái vân ga trên phần tabi nè. Xe này anh chị có thể yên tâm, không có một xíu dịch vụ. Gương chỉnh điện tích hợp là keo chỉ, là bốn cánh nó đẹp như nhau, không mất phân nào. Con này Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi nha. Anh chị muốn biết tham khảo về dòng xe này thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh và kết bạn qua số Zalo 0961 408 726 để cập nhật về xe hàng ngày nha anh chị nha. Mạc tem nguyên mẻn cho xe nè. Những xe dựng bên salon là xe chính chủ, anh chị rút hồ sơ được, ok, ủy quyền còn nha. Đó, phần tắp bi nè, trang bị là hai túi khí trên con xe đây. Lên thêm cho em nó một cái màn hình nè, con số tự động nè, điều hòa tự động nha. Rim từ NZ luôn anh chị á. Đây là vô lăng nè, đây là những cái phần vân gai của vô lăng nè. Máy móc thì cực êm, không thiếu một cái gì, mua về là chạy thôi. Đó là Trần Anh báo giá công khai từng chi tiết đến từng con xe, đến toàn thể tất cả các anh chị á. Đây là khách đang tới salon coi xe nè anh chị ạ. Đây là con Ford Laser đèn ống, Ford mới, sản xuất năm 2002. Con này bên em bán giá 148 triệu. Anh chị nào mua Trần Anh có bớt cho anh chị luôn nha. Đó, phong dáng nè, con này cũng màu vàng cát nha anh chị nha. Dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ, nhìn những sóng gân là không có dấu hiệu là cứng đụng hoặc tông va luôn. Phong dáng rất là đẹp, bốn vỏ mới, bốn bơm đúc, máy 1.8, trang bị cùng thắng ABS chống bó cứng phanh nha anh chị nha. Xe rim từ NZ anh chị, rút hồ sơ ok, ủy quyền còn nhé, mua về là sử dụng thôi. Đây nè, nội thất của con Ford Laser nè. Con này là ghế nỉ toàn diện trên con xe nhé. Đó, từ tắp bi cửa cho đến tắp lô, những cái vân gai không có dấu hiệu là taxi dịch vụ gì con xe này đâu, cho nên anh chị cứ yên tâm về cái chiếc xe này. Con này tích hợp là gương từ cụp từ mở nè, điều chỉnh là gương nè, auto lóc cửa lóc kính tự động hết từ xe nè anh chị ạ. Trang bị đồ mốt nguyên bản theo xe, nỉ nguyên riêng theo xe hết nhé, sim toàn tập luôn, mua về là chỉ việc sử dụng, ngoài ra không phải làm bất cứ một khoản gì. Đây là chỉnh nóc nè anh chị, coi chỉnh nóc nè. Đó, phần sơn trên nóc thì rất là đẹp, không dấu hiệu là trầy chùa nhé. Đây ạ, đây là tắp bi cửa nè anh chị. Đó, tắp bi cửa của con Ford Laser nè, những cái sóng lường cho tắp bi nè, không có dấu hiệu là cứng đụng hoặc tông va luôn nhé. Đó, chị coi keo chỉ nè, rin đét hết nhé. Đây những cái sóng lường nè anh chị coi nè, nguyên bản luôn. Đây nè, những cái sóng lường chạy của nó nè, không có dấu hiệu là móp méo luôn nhé. Ghế trong là ghế nỉ máy 1.8. Con này máy xăng nha. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của con này nó nằm tầm 9 lít trên 100 km nha. Phần phía sau nè, loa đài nguyên bản theo xe hết, zin từ NZ, trang bị màn hình cam gia đầy đủ hết trên con xe rồi. Mua về là chỉ việc sử dụng nha. Đây ạ, con này trang bị là hai dàn lạnh nè, dàn lạnh trước dàn lạnh sau đang hoạt động hết nhá. Đó, giá tiền cực rẻ thôi, hơn 140 triệu là anh chị có thể sở hữu được dòng Ford Laser thương hiệu đến từ Mỹ rồi nhá. Màu vàng két, mâm đúc, trang bị là cản đuôi kéo nguyên bản theo xe nè. Đó, chị thấy đẹp không? Bảng số 61A01085 nhé. Và tiếp tục ạ, đây là con Ford Everest sản xuất năm 2007, form mới, hồ sơ Trần Anh cầm tay rồi nhá. Xe này thì Trần Anh đã bán rồi nha anh chị nha. Đây là con Ford Everest nè. Sáng khách đã tới và đã chốt cọc con xe này cho bên em rồi. Cảm ơn khách hàng đã tin tưởng nha. Uy tín, thương hiệu là chất lượng, nói lên sản phẩm anh chị nha. Tiếp theo ạ, con Kia Morning sản xuất năm 2010, form sport, điều hòa tự động, hồ sơ cầm tay, anh chị nào mua Trần Anh rút cho nhé. Con này Trần Anh bán giá là 225 triệu nè anh chị ạ. Kia này Trần Anh đang clip rất là chi tiết rồi. Và tiếp theo ạ, đây là con Kia Morning sản xuất năm 2016. Xe này thì một người anh trai cũng đã chốt cọc cho Trần Anh là 50 triệu rồi. Đang chờ là lên lấy thôi nha anh chị nha. Đó, đây là con Kia Carens, dòng xe 7 chỗ nè. Dòng xe Hàn Quốc 7 chỗ, máy 2.0, cửa sổ nóc, máy xăng. Mức độ tiêu hao nhiên liệu con này nằm 9 lít trên 100 km nha. Đời 2011. Con này là full đồ chơi rồi, màn hình cam gia không thiếu một cái gì trên con xe nhé. Đẹp len keng luôn anh chị ạ. Đây là form dáng nè, form dáng của con xe đây nè anh chị coi nè, từ tắp bi nè,
phần tắp bi tắp lô nguyên bản trên xe là xin từ A đến Z luôn. Đây là chất xe gia đình. Máy 1.6 là bản thiếu là xe dịch vụ nha. Máy 2.0 là bản đủ anh chị nha. Đó là xe chất xe gia đình ta đang sử dụng đó. Màn hình cam dê côn số nguyên bản theo xe. Điều hòa tự động, học để đồ, ghế chủ nhà đã bọc 5D hết toàn diện trên con xe đây nè. Phần tắp lô nè, trang bị là cam hành trình nè, cam dê nè. Đầy đủ trên con xe rồi. Con này sản xuất năm 2011 nha, bên em bán giá là 301 nha. 310 triệu. Keo chỉ trong nách nè. Không mốc một phân nào luôn nha anh chị nha. Đó, nó rin cọp đến cỡ đó đó. Đó, Trường Anh báo giá từng mẫu xe đến từng gia đình cho anh chị xem. 7 chỗ nè, ghế nè. Ghế nó bọc 5D hết toàn diện trên con xe rồi nhá. Ghế sau nè. Zin hết. Mua về là chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nhá. Đây ạ. Tiếp theo là con Innova, sản xuất năm 2009 nè. Cùng trải nghiệm với Trường Anh con Innova này nhá. Đây ạ. Innova sản xuất năm 2009 G-Sin. Con này không có một ngày giờ dịch vụ taxi nha. Trên những tắp bi tắp lô anh chị coi đồng sơn vàng cát là rất đẹp. Sơn rin cũng phủ 75% cho con xe này luôn. Bản G, mức độ tiêu hao nhiên liệu con này làm 9 lít trên 100 km anh chị nha. Con này đăng kiểm đến tháng 9 năm 2020. Phong dáng của con Innova nè. Đó, khách đang tới coi xe đây anh chị ạ. Rất là nhiều mẫu xe. Lên bộ tem rất là cá tính trên con xe luôn. Đây anh chị coi chưa? Coi phần tắp bi của con xe nè anh chị coi nè. Không có dấu hiệu là mài mờ luôn nhá. Đây là những cái vân gai nè anh chị coi nè. Những cái vân gai trên phần tắp bi nè. Không có dấu hiệu là mài mờ luôn. Con này bên em bán giá là 390 triệu nha. Đó, xe G xịn đó anh chị, không dịch vụ nha. Cam kết với anh chị 100% luôn. Không có dịch vụ nha. Ghế là ghế nỉ nè anh chị coi nè. Trang bị phần ghế nè. Ghế nỉ toàn bộ trên con xe đây. Vô lăng 4 chấu nè. Những cái vân gai trên vô lăng là không dấu hiệu bị mài mờ luôn nè anh chị coi nè. Đó, vô lăng nè. Phần tắp lô là trang bị là túi khí nè. Đó, trang bị là túi khí trên con xe nhá. Màn hình cam dê côn số nguyên bản của xe nè anh chị ạ. À. Không dấu hiệu là thay thế cũ số luôn nhá. Côn số rin của xe nè. Ghế nỉ nhá, dòng xe 7 chỗ máy xăng anh chị ạ. À. Đó, xin hết từ anh Z luôn. Em đã báo giá từng chi tiết con xe rồi nha anh chị nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng ạ. Cập nhật thật là nhiều xe cỏ về để đến với tay người tiêu dùng nhé. Đây là phần tắp bi cửa phía sau nè, những cái vân gai nè, không dấu hiệu bị khoét đục hoặc khoen đục gì con xe nha. Sơn rin nè, sơn rin trong những sóng lường là anh chị coi nè, đó nó rin từ A đến Z luôn. Keo chỉ là không mất một phân nào luôn nha, đẹp len keng luôn. Innova dòng xe thương hiệu từ bông lúa vàng Việt Nam đó, cản nè, đó rin hết. Đó, phong dáng là bản số 49A nè. Innova G-Sin đây, trang bị là kẽm miếng dê đầy đủ trên con xe đây. Đây là những anh khách ở rất là xa tới tận salon ô tô miền Nam. Do Trường Anh đứng ra bán hàng chịu trách nhiệm toàn diện đây, đang test cái con Kia đây. Đây nè. Con này sản xuất năm 2009 anh chị nha. Con này máy 2.0, cửa sổ nóc luôn. Đây là phần tắp lô nè. Xe này là xe rin nguyên bản gia đình đang sử dụng, nó không có dịch vụ đâu. Đó, trang bị một cái màn hình nguyên rin đeo xe nè. Vô lăng là trang bị là túi khí đầy đủ trên con xe hết rồi, vô lăng nè. Đó, cửa sổ nóc nè anh chị ạ. À. Anh chị thấy cửa sổ nóc chỉnh điện không? Xin nguyên từ ANZ, ghế là ghế rin nè. Ghế Kia là nguyên bản đeo xe rất là dày nè anh chị thấy không? Con này bên em bán giá 290 triệu nha. Đó, form dáng rất là đẹp luôn. Đây là đang để cho một người em của Trương Anh học cách bán hàng đây. Học cách bán và học cách nói chuyện với khách. Đây ạ. À. Đây nè. Phong dáng nè, coi những cái phần tắp bi cửa nè anh chị coi nè. Không dưới thì bị mày mờ luôn. Đây nè. Ghế nè, nói dòng xe 7 chỗ đó anh chị. Ở sau tích hợp chủ nhà đã bắt hai cái quạt nữa. Đó là phong dáng con Kia Karen sản xuất năm 2009 đó. Đó phong dáng đây. Kia Karen nha anh chị nha. Con này Trần Anh cũng báo giá luôn rồi, 290 triệu. Và tiếp theo ạ, con Ford Everest
sản xuất năm 2010, form mới, ga điện turbo mắt liếc. Đó, phong dáng của con Ford Everest là con này bên em bán giá 460 triệu nha. Đây nè, nội thất ở trong tích hợp chủ nhà bọc 5D hết toàn diện trên con xe rồi. Mua về là chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa anh chị nha. Từ phần tắp bi cửa nè, bọc hết toàn diện rồi nha anh chị nha. Xin hết. Đây nè. Đó, phần tắp bi cửa đây. Rin nguyên anh chị nhé. Nội thất trong là 5D nè. Trang bị là hai túi khí, là túi khí bên phụ, túi khí bên tài. Dòng xe máy dầu máy 2.5 bản MT. Mức độ tiêu hao nhiên liệu dầu con này nó nằm tầm 7 đến 8 lít trên 100 km dầu nha. Ga điện anh chị ạ. Đời này là xài ga điện mắt liếc rồi nha. Tục bô. Chạy cực khỏe luôn. Đây ạ. Và tiếp theo ạ, đây là con Chevrolet, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ, Captivan, sản xuất năm 2008. Xe này bản đủ máy 2.4, ghế chỉnh điện, cùng đèn nè, cùng đèn ống nè. Nguyên zin theo xe nè anh chị ạ. Đó, phong dáng đồng sơn rất là đẹp luôn. Mua về là chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nha. Con này sản xuất năm 2008. Con này bên Trần Anh bán giá là 275 triệu con xe này nha. Cam kết với anh chị 100% những mẫu xe dựng ở salon không có lỗi lầm nha. Đặc biệt là không cứng đụng, không gập nước. Bao toàn thể tất cả các anh chị luôn ạ. Đồng thời rút hồ sơ ok, xe chính chủ nha. Đây nè, ghế nè. Đó, ghế chính điện hết toàn diện nè. Rồi thấp đây. Đó, phần tắp lô nè. Con này số sàn anh chị nha. Máy 2.4. Mức độ tiêu hao nhiên liệu con này nó phải nằm tầm cỡ 10 lít trên 100 km thôi. Gương dính điện, gương từ cục từ mở hết toàn diện trên con xe nhé, đầy đủ hết. Coi những cái phần nách cửa anh chị coi nè, nó rin đét luôn. Tay móc bảy màu nguyên vẹn con xe nè. Thích hợp là chủ nhà đã đồ cho thêm một cái kẽn gác chân nè, rất là đẹp. Đó, chị thấy những sóng lường đó. Đó, chất đóng cửa là rất là liền. Dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ đó anh chị, Chevrolet đó, Captivan màu vàng két nhá. Đây ạ, à, và tiếp tục ạ, à, em còn con Daihatsu đây. Daihatsu đây là dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng nè. Dòng xe này 7 chỗ anh chị nha. Nó là máy Nhật, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, đời 2007, đời cuối năm 2007 anh chị nha. Đời rất là cao, dòng xe 7 chỗ cửa lùa. Đây ạ. À, xe này thích hợp anh chị mua về anh chị kinh doanh du lịch rất là ok. Ghế là ghế nỉ nguyên toàn tập nguyên bản của xe nè. Trợ lực lái đầy đủ trên con xe, máy lạnh đầy đủ. Không thiếu một cái gì anh chị nha. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Đó, phong dáng nè, rất thông thoáng. Anh chị mua về anh chị có thể gập ghế lại, anh chị chở hàng hóa nhá. Anh chị đặc biệt anh chị nào mà bán đồ son đó, như là quần áo, giày dép, son nồi. Đó, cửa lùa đây. Hai bên là cửa lùa hết toàn diện, con đá xu nè. Đó, phong dáng nè anh chị ạ. Và tiếp theo ạ, Trần Anh còn con Hyundai Galopper. Hyundai Galopper sản xuất năm 2002, máy dầu hai cầu, máy 2.5, mức độ tiêu hao nhiên liệu con này nó nằm tầm cỡ 7 đến 8 lít dầu trên 100 km nhé. Hai cầu, cầu trước cầu sau đang hoạt động. Xe này chính chủ anh chị thích rút hồ sơ cho anh rút cho một nút nhạc nhé. Đó, dòng xe bán tải Hyundai Galopper đó. Đây ạ. Tiếp theo hãy cùng vô nhà bếp của em ạ. Nhà bếp của em trải nghiệm thêm một con Nubira. Nubira sản xuất năm 2002. Xe này để trong nhà bếp luôn, khỏi ăn cơm luôn. Đó, anh chị thấy xe mà không có chỗ xe để, xe phải để trong nhà bếp luôn là anh chị biết rồi đó. Đó là con Nubira nè, con này bản đủ luôn, 4 vỏ mới. Dòng xe tập chạy tập lái, con này 75 triệu anh chị nha. Con này đăng kiểm nè, đăng kiểm tháng 8 năm 2020 nè. Đó, phong dáng của em xe đây. Trang bị nè, phần tắp bi tắp lô của nó đây nè. Đó, dòng xe cùi cùi thôi, tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng nhé. Phần tắp lô, màn hình cam gia đầy đủ như con xe rồi. Mua về là chạy thôi. Con xe này thì Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết cho toàn thể tất cả anh chị rồi nhé. Đó, bên em về rất là nhiều xe anh chị ạ. Cập nhật về từng ngày từng giờ. Anh chị nào có xe thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh qua số điện thoại 0961 408 726. Rồi Trần Anh bán xe thì bán cho Trần Anh nhé. Để Trần Anh mua về những cái mẫu xe cỏ về phục vụ bà con, che nắng che mưa, chở gia đình đi chơi, giá cả hợp lý, vừa túi tiền để đến với anh chị ạ.
Đó là những mẫu xe còn lại bên salon ô tô miền Nam. Bên em còn Chevrolet, Spark, Kia và Rai, rất là nhiều xe, và Kia Bách. Đó là tổng công ty salon ô tô miền Nam chi nhánh 1 do Trần Anh đứng ra quản lý bán hàng nè anh chị ạ. À, Trần Anh đại diện tổng công ty chi nhánh 1, chi nhánh 2 bán hàng. Giới thiệu từng sản phẩm đến từng con xe nhé. Mọi chi tiết anh chị thắc mắc liên hệ trực tiếp đến em ạ. À, Trần Anh chúc anh chị có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nhé. Anh chị thấy nhiều xe không? Được chưa? Con ghi ra rồi gì? Con ghi bán rồi gì? Ok. Đây nè anh chị, khách đây anh Phương, Phương chạy con xe ra cho em ơi. Đây nè anh chị ạ. Đây nè, khách đã tới mua con xe này rồi nhá. Xe này nè. Đó, đây nè. Khách đã mua con này rồi nhá. Khách nãy tới xem á, người ta mua con Kia Carnet này rồi. Uy tín là tạo nên thương hiệu anh chị nha. Đó là những dòng sản phẩm mà bên Trường Anh giới thiệu đến tay người tiêu dùng đó. Xe là gốc trong miền Nam, không đứng đụng, không gặp nước, bao hết. Đây là đang tiến hành dời xe ra giao xe cho khách đây nè. Đây là anh trai đây. Đó. Dạ. Đó, anh trai đang tiến hành thủ tục và bàn giao xe và giấy tờ cho anh trai đây. Bên em đang làm giấy tờ nè anh chị. Cảm ơn anh trai tới ủng hộ cho bên em nha. Dạ. Mua xe rồi về tối giết gà nhậu thôi. Đó, anh chị thấy không? Uy tín thì luôn luôn đạt được niềm tin lớn trong cuộc sống nhá. Đây là bên em đang cho xe ra, dựng ra ngoài đường hết để chuẩn bị chạy xe ra giao xe cho khách nè. Đó, phong dáng đó. Sao anh? Libre của nó 300 mấy. Dạ, nó bán tải mà. Con này là dòng xe bán tải anh trai. Đời 21. Dạ. Đây là anh chị ạ, à, đây là tổng quan tổng công ty salon ô tô bên em nhé. Ngay trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng anh chị nhé. Có một cái cơ sở rất là lớn luôn. Chi nhánh 1, chi nhánh 2 đây. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn ạ. À, em xin chào và hẹn gặp lại.